Được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thuê đất thuộc chỉ giới hành lang thoát lũ sông Hồng để trồng cây cảnh làm sân chơi, thế nhưng công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương lại cho xây dựng nhà hàng quy mô lớn mang tên nhà hàng Công viên nhỏ để kinh doanh tại ngõ 76 phố An Dương, Tây Hồ Hà Nội. Theo tìm hiểu, ngày 22 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định số 2344/QĐ UBND về việc cho công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương thuê 3.680m2 đất thời hạn hàng năm tại ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ để trồng cây cảnh làm sân chơi tạm thời tại Điều 1 của quyết định nêu rõ cho phép công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương thuê 3.680m2 đất tại ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ thuộc chỉ giới hành lang thoát lũ sông Hồng để trồng cây cảnh, làm sân chơi tạm thời theo kết quả thẩm định đất tại thông báo thẩm định số 279. TB STNMT ngày 2 tháng 4 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hình thức sử dụng đất nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất thời hạn hàng năm không được xây dựng tường rào kể cả tường rào kín khi nhà nước có nhu cầu sử dụng để phục vụ việc thoát lũ sông hồng hoặc thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch công ty cổ phần đầu tư hùng vương phải có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng khu đất không điều kiện cũng theo mục 4 điều 2 của quyết định trên có nêu, công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương có trách nhiệm sử dụng đất trong phạm vi mốc giới đúng mục đích và nội dung quy định tại điều 1 quyết định này và chấp hành đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường, đảm bảo hành lang thoát lũ và an toàn đê điều. Mặt khác, quyết định 2344/QĐ-UBND cũng cho biết, trường hợp công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương sử dụng đất không đúng nội dung ghi tại điều 1 quyết định này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi đất mà không bồi thường về đất tài sản gắn liền với đất. Như vậy quyết định 2344/QĐ-UBND cho công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương thuê 3680 m2 đất thời hạn hàng năm tại ngõ 76 phố An Dương, phường Yên phụ, Tây Hồ Hà Nội là để trồng cây cảnh làm sân chơi tạm thời. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, thì hiện tại khu đất trên lại mọc lên một nhà hàng được xây dựng khá bề thế hiện đại. Tại website giới thiệu về nhà hàng công viên nhỏ có địa chỉ tại 36-76 An Dương của chủ đầu tư có nội dung. Một rừng thu nhỏ giữa lòng Hà Nội tưởng chừng như là một giấc mơ xa hoa của người dân Hà Thành. Thế nhưng, nhà hàng công viên nhỏ khoảng xanh rộng 5.000m2 đã biến giấc mơ ấy trở thành sự thật. Bên cạnh đó, khuôn viên nhà hàng được chia thành nhiều phòng như là phòng Hồng Hạc, Thiên Hạc, Bách Thanh, phòng Gấu, Ba. Dịch vụ ẩm thực trong nhà và ẩm thực sân vườn BBQ, dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc cưới, sinh nhật, tiệc cuối năm. Đặc biệt, công viên nhỏ còn được sử dụng như một trung tâm tiệc cưới. Khi mà ở đây, chủ đầu tư quảng bá có đầy đủ các menu với đầy đủ giá thành và có thể phục vụ lên tới 250 người trong một buổi tiệc. Thực tế này lại một lần nữa khẳng định việc không chấp hành quy định của nhà nước trong việc sử dụng đúng mục đích đất của công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương được thuê. Dư luận nghi ngờ trách nhiệm của cơ quan chức năng quận Tây Hồ trong sự việc này có hay không, dấu hiệu buông lỏng quản lý, từ đó gây ra những hệ lụy xấu trong xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới quý vị độc giả.